gâu. Mua gâu nè. Đây là tiền 200 ngàn mua gâu. Giữ 200 ngàn luôn á hả? 200 ngàn để mua gâu đây này. Giữ vậy hả? 100 ngàn đây mua gâu. Mua gâu hả? Đây bán đây, bán đây. Bán hàng tới đây. Mỗi món gì ạ? Ăn đi con, ăn đi. Xin chào các bạn. Hôm nay á, mẹ sẽ đổi con cái món là bắp ngọt nữ hoàng đỏ nè các bạn. Mình thấy cái bắp này nó lạ lạ cho nên mình mua ăn thử nha. Cái bắp này á, người ta hướng dẫn là sao cách dùng. Nó hổng màu hoàng màu trắng gì vậy? Này là bắp nữ hoàng, con bắp đỏ, bắp nữ hoàng đỏ nè. Dùng là mua đồ đây. Mua gâu. Mình có thể hấp nướng hoặc là trộn gỏi luôn nha các bạn. Nhưng mà người ta có một cái thông tin cảnh báo nữa là sử dụng sản phẩm khi còn tươi, không sử dụng sản phẩm có dấu hiệu hư hỏng, không luộc sản phẩm vì có thể là mất màu tím. Cho nên là mình sẽ đem đi cái bắp ngọt này á, mình có thể ăn sống luôn á các bạn. Cái bắp nữ hoàng này nè, đó. Đây. Mình lột thử một trái ra nha. Đây là mình có 4 trái bắp nữ hoàng, còn đây là 2 cái trái bắp Mỹ bình thường thôi. Bắp này là bắp cái hộp vàng bình thường. Mình mua để mình so sánh ăn với cái bắp nữ hoàng này xem nó có ngon không. Đây. Wow, cái rau nó cũng màu đỏ luôn nè các bạn ơi. Đỏ đỏ tím tím. Nè mua, lên coi mà mua. Cái rau của cái bắp nè, nó đỏ đỏ tím tím nè. Đó. Thấy không? Cái rau nó cũng đỏ đỏ tím tím luôn nè. Cái vỏ nó, người ta lột cái vỏ ngoài rồi, còn cái vỏ bên trong nó cũng hơi tím tím, đỏ đỏ luôn. Đây, các bạn ơi, còn đây là cái ruột của nó nè. Đó. Cái vỏ bao ở ngoài là nó hơi đỏ đỏ tím tím bóng bóng nha, còn cái ruột ở trong nó hơi vàng vàng thế nè. Ăn thử rất là ngon. Bây giờ mình để lại một trái để mình ăn sống, còn mấy trái này thì mình sẽ còn 3 trái còn lại mình sẽ đem luộc. Cái 2 trái bắp này mình ăn, mình so sánh ăn sống với ăn luộc coi nó có khác gì không nha. Các bạn ơi, mời các bạn cùng ăn thử cái bắp nữ hoàng đỏ nha các bạn. Đây là cái bắp nữ hoàng đỏ mà mình để mình ăn sống nè, mình ướp với đá nè cho nó lạnh. Còn đây là bắp mình luộc luôn rồi nè. Đây là mình luộc nha, còn cái này là mình để ở trên cái trái bắp vàng này, nó không có bị dính nước, nó không có, nó ít ra màu hơn, mình hấp ở trên á. Vậy mà cái vỏ nó cũng lại ra màu luôn đây nè. Đó. Đây là mình hấp rồi, còn đây là bắp tươi. Đó, các bạn thấy hai cái màu nó cũng giống nhau rồi chứ nó không có cái sự khác nhau mấy, tại vì bắp mình hấp. Bây giờ mình sẽ ăn thử giữa cái bắp mà tươi sống và cái bắp mà mình hấp chín xem cái nào ngon hơn nha. Rồi mình sẽ so sánh giữa cái bắp bắp vàng và cái bắp đỏ nữ hoàng xem có nó có khác biệt gì không. Wow, nó có cái rau ở giữa nữa nè. Đây cậu ba, thử coi. Các bạn nha, bắp nữ hoàng nha các bạn. Cái này nó hơi trắng trắng vàng vàng nè, ở trong ruột cái hộp đó nè. Lạ lắm đó các bạn. Đó. Cái phần dưới nó hơi vàng vàng trắng trắng nè, ở trên thì nó đỏ tím. Ngọt ngay. Con cầm đá thì hơn. Muốn đá không? Bắp này là mình luộc rồi, mình ăn rồi. Ngon quá các bạn ơi. Ăn nó giòn giòn, sột sột, béo béo á. Ăn dạng như một cái ăn củ sắn á. Rồi, ăn như củ sắn nha. Nó sột sột vậy. Ăn thấm ngon chả lắm các bạn ơi. Đang thử cái bắp luộc ngon không? Ăn giống kiểu như ăn củ sắn của Năng vậy, rất là béo, rất là ngọt luôn nha. Béo ngọt rất là ngon luôn nha các bạn. Bắp nữ hoàng đỏ. Đặc biệt cái bắp nữ hoàng đỏ này là mình ăn sống nó sẽ ngon hơn là mình luộc nó chín luôn á. Và nó sẽ còn
lại nhiều chất hơn là mình luộc. Sau khi mình luộc đó là có một số chất vitamin của nó mất đi, còn mình ăn sống vậy là nó giữ trọn vẹn cái vi chất của nó luôn. Luộc ăn ngon hơn mọi người. Sống ăn béo ngon chưa? Sống có bị béo nó vẫn còn mà sống không? Chứ ăn mỗi một miếng hả? Ủa? Cái này ăn không? À, mua ăn này đi. Nè con. Ăn cái này hả? Này đi. Ăn bắp màu tím nè, giống mực tím mồng tơi không? Màu đỏ, cậu ba. Đỏ tím chứ hả? Tím. Tím là bắp khác. Bắp tím là nó tím, tím đen, tím như than luôn á, tím đen thui luôn á. Cái gì vậy? Con này là đỏ nè. Màu từ đỏ nè. Dữ. Ăn gì mọi ăn gì vậy? Giờ ngon lắm nha các bạn. Đó. Mình để nè. Chút ăn tiếp. Mà có ăn bắp chưa? Mình ăn thử cái bắp này, sao cậu báo ăn thử bắp vàng để so sánh với bắp tím đi. Ăn xong rồi trẻ dạ ha. Trời thế mọi. Luộc lên nó mất chất ngọt rồi. Luộc lên là nó không có ngọt bằng lúc mình ăn sống. Nó không giòn bằng, không ngọt bằng. Ăn sống nó ngọt hơn. Vàng ngọt hơn thì ở bên trong nha. Nó là nó hơi vàng vàng. Nó vàng đậm bà hơn bà. Rồi lúc nó sống. Bye bye tạm biệt bạn bạn. Bắp màu nè, đó mà bye bye. Bắp này á, bắp nữ hoàng mà mình luộc rồi á là nó không còn cái vị ngọt như là lúc mình ăn sống. Ăn sống ướp đá thì nó sẽ ngon hơn, giòn hơn nữa. Rất là ngon luôn. Các bạn ơi, ăn sống vẫn ngon hơn ăn hấp chín nha. Chín ngon hơn hết mọi. Chín ngon thử, hơn. Thử ăn cái vàng đi. Cầu bị hư. Vàng bắp vàng. Còn ăn không? Bạn không bữa ăn đá mà mà không bắp. Bắp vàng này, bắp Mỹ á. Ăn nó ngọt hơn cái bắp này. Cái bắp tím ăn nó tựa như là bắp nếp nha. Nó hơi lạc lạc các vị nha. Lạc lạc mà nó dẻo hơn. Cái bắp nữ hoàng này nè, ăn nó tựa như bắp nếp của mình vậy. Gần giống như cái bắp nếp của mình. Còn cái bắp này đó là ăn nó ngọt hơn. Sau khi luộc chín. Còn lúc mà ăn bắp nữ hoàng mà ăn sống thì nó giòn nó ngọt hơn. Vẫn là ăn sống như thế này ngon hơn. Ăn bắp nữ hoàng đi mỗi cho thành hoàng hậu. Trời ơi, bắp nữ hoàng. Bắp nữ hoàng là rồi. Hoàng hậu. Cái cùi bên trong nó cũng đỏ tươi luôn các bạn. Gì vậy? Đó đỏ rồi. Luôn, nó có chút xíu nè, hơi vàng. Được lắm. Lên nhá. Lên nè. Ăn bắp nữ hoàng là thành hoàng hậu nè, lại lên. Các bạn ơi, video ăn bắp nữ hoàng của mình đến đây xin kết thúc nha các bạn. Chào các bạn nha. Chào các bạn. Chào tạm biệt các bạn. Bye bye. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Chào các bạn nha. Chúc các bạn có một ngày thật là vui vẻ, may mắn và bình an. Bye bye. Các bạn. Bánh ai ăn? Mình muốn ăn bánh gì? Ăn bánh sẻ. Bánh bông lan à?